cố lên các cô gái, thể hiện đi. Gặp gỡ Alex giàu và Jessica nghèo nào. Yeah yeah, đỉnh chưa nào. Yeah yeah, phá đảo thôi. Yeah yeah, dừng lại sao? Không đời nào. Cuộc thi hoạt náo viên cấp trường là sự kiện lớn. Mấy cái này xem hết rồi mà. Chán ghê á. Này Jet à, cho họ thấy điệu sở trường của chúng mình đi. Và một, và hai, tiến lên Coyotes. Ow, bạn cố tình đó hả? Và ba, và bốn, giữ mình. Cha, Jessica, tại bạn trước đó nha. Nhận lấy nè, xem bạn làm như thế nào. Tuyệt đỉnh. Phải như vậy chứ. Hay lắm luôn. Tuyệt. Mình sẽ được giải chứ. Và người chiến thắng là Jessica Green. Nè, chuyện gì vậy? Mình được vương miện. Thật là vinh dự mà. Nhưng mình không công bằng. Công lý ở đâu chứ? Mình diễn hay hơn mà. Thật tuyệt khi được tắm sau khi vận động. Đồ dùng để tắm. Khăn nè. Cốc cốc. Có vẻ không có ai ha. Và Alex đang ở đây. Để xem bạn đối phó như thế nào. Yeah, đồ của bạn ấy đây rồi. Nè, ai trộm đồ của mình rồi? Không thể đến lớp như thế này được. Làm sao bây giờ? Nghĩ nào chết à. À ha, tái sử dụng rác. Hoặc nấu viên nghèo làm được nhiều hơn như vậy. Ta có gì ở đây nào? Túi rác nè. Mây ghi. Lon nước ngọt. Kết hợp nhôm với nhựa nào. Chủ đề bài học là tái sử dụng và tái chế. Học sinh trường Trơm đang chuẩn bị dự án của mình. Đây là Jessica và trang phục mới. Wow, nhìn bộ đồ tái chế đó kìa. Rocker nước ngọt đúng đỉnh luôn. Jessica, bạn là nữ hoàng tái chế đó. Qua nào các bạn, đừng làm mình mắc cỡ mà. Cha cha cha, không ngờ sẽ thấy bạn ở đây đó. Mà mình chả quan tâm đâu. Được rồi, mình sẵn sàng được khen rồi nè. Ủa, mình nghĩ có gì đó sai sai. Đó là áo lông hả? Động vật tội nghiệp phải làm sao đây? Bạn thật vô cảm mà. Muốn bệnh quá đi. Ồ không, đây không phải là điều mình muốn. Sao mà xui thế này chứ? Tập thể dục trong không khí trong lành thật kích thích mà. Tập chung với Russ còn kích thích hơn nữa. Bắt đầu nào. Cố lên. À, Thomas, hay lắm. Cảm ơn đã mời mình đến vũ hội nha. Mình vui lắm luôn. Thôi nào tình yêu, hôn em ngay đi. Hôm nay trời đẹp ghê á. Mình thích phơi nắng lắm. Chào Jessica. Bạn trông tuyệt lắm. Nè, đau thật đó. Có vẻ ai đó bị cho ra rìa rồi. Học sinh giỏi nhất. Mình không nghĩ như vậy. Cho bạn biết tay nè. Râu với lông mày nối liền. Hợp với bạn đó nha. Wow, mình đúng là siêu phản diện mà. Hoặc náo viên giàu quyết định khiến cho bạn nghèo trông ngớ ngẩn. Nhưng mà có một việc cô không ngờ tới. Mọi thứ Jessica làm đều tự động trở thành xu hướng. Đẹp ghê đó. Jessica nghèo làm việc để kiếm tiền mua đồng phục mới. Mình sẽ dọn dẹp chỗ này. Nhưng bật nhạc trước cái đã. Nghe các bản nhạc yêu thích là có động lực dọn dẹp liền. Mình không bỏ cuộc đâu. Mình sẽ tiến lên. Wow wow wow. Moonwalk nè. Mình sẽ vượt qua tất cả. Vì hạnh phúc đang đón chờ mình mà. Mình là người luôn gặp may mắn. Mình sẽ thành ngôi sao. Và mình sẽ thắp sáng bầu trời này. Tuyệt lắm luôn. Không thể tin được. Là Krusty Krust. Vô cưng à. Mình nói nè. Thế giới phải thấy điều này. Này các bạn ơi, hét lên nào. Xin giới thiệu quý cô duyên dáng. Phải phải, mình đây nè. Xin chào. Vô. Vô, khuấy động chỗ này lên nào. Cho mọi người ở trơm đều phấn khích. Ăn kiêng mệt mỏi ghê á. Mình chán đống rau này lắm rồi. Người nghèo có vẻ không phải lo về vấn đề này. Đói thì cứ ăn đồ ăn nhanh thôi. Mình cũng thèm burger với nước ngọt. Ngon ghê. Chết à,
cho mình với có được không? Ờ, được chứ. Đây nè, bạn ăn đĩa rau của mình nè. Huấn luyện viên Adam đến rồi đây. Không đồ ăn nhanh nha. Hoặc nó viên muốn thành công phải ăn uống lành mạnh. Jessica ngoan lắm. Đây mới là cái em nên ăn đây nè. Ok. Phải hả thầy Adam? Coi chừng thầy nha Alice. Trả đĩa lại cho mình đi. Ăn đồ của bạn đi nè. Tập thể dục rất linh thiêng. Nhanh lên, cao lên, mạnh lên. Màu vàng ống của đôi giày chỉ nói lên một điều: Alice giàu đến rồi. Còn đôi giày thủ công này là tài sản của Jessica nghèo. Bắt đầu thôi nào. Và 1, và 2, và 3, và 4. Ơ ơ, sao lạnh thế này? Ồ, đôi giày giấy hết hạn sử dụng rồi. Nhưng hoạt náo viên nghèo không có lựa chọn. Cô phải tập bằng chân không? Thomas, bạn thấy xu hướng mới này như thế nào? Có vẻ các chàng trai thích tập bằng chân không rồi. Này, còn mình thì sao? Yêu, cái mùi. Chạy thôi. Tập kiểu này thoải mái hơn hẳn ta. Phải đó. Sao mình không nổi tiếng bằng Jessica chứ? Đừng có nhìn mình kiểu đó nữa. Ok, không được bỏ cuộc. Rồi ta sẽ thấy. Hả? Thật nóng bỏng. Có vẻ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xin chào, mình chưa thấy bạn bao giờ. Chào, mình mới đến thôi. Wow, hai người bị thu hút bởi nhau một cách điên cuồng. Mình nghĩ vũ trụ có kế hoạch khác. Mình ngã mất. Chào, mình là Jessica. Nhưng mình thấy anh ấy trước mà. Bất công quá đi. Hoạt náo viên giàu thích khoe khoang lắm. Mình với nhà của mình bay tới Paris nè. Nhưng hoạt náo viên nghèo cũng có điều muốn chia sẻ. Jessica, chào. Bye Alice. Bọn mình đợi bạn suốt thôi. Nào, mở ra đi. Hứa là đừng cười nha. Album ảnh hồi bé của mình nè. Đây là lần đầu mình chơi đu quay đó. Còn đây là chú vẹt mình thích, Timmy. Cái má của mình nhìn vui ha. Wow, thú vị ghê luôn. Nè, mình không thấy gì cả. Không được gì hết. Ai cũng lờ mình đi. Hoạt náo viên nghèo lúc nào cũng gặp may. Gần như thôi. Thôi nào. Xấu hổ ghê. Nhìn kìa, mấy bạn ấy bị rách rồi. Thôi nào các bạn, các bạn chưa thấy gì, ok? Không nha, bọn mình phải theo xu hướng mới chứ. Nhìn nè, mình xé áo thun đây nè. Còn mình sẽ xé áo len của mình. Tiếp tục phát huy nha. Bọn mình có đang làm gì sai không ta? Nhanh lên, mình trễ tập rồi. Cho taxi đến nhanh nhất có thể đi. Trùng hợp ghê. Mình cũng muốn gọi taxi bằng điện thoại của bạn. Nè, đứng lại đó. Và 1, và 2. Mình sáng như sao vậy? Và 3, và 4. Đỉnh nhất thế giới. Xin lỗi nha, mình không cố ý đâu. Bạn ổn chứ? Bắt cướp đi. Hắn cướp iPhone của mình đó. Cảm ơn đã giúp mình nha Jessica. Không có bạn mình biết phải làm sao đây. Chung kết cuộc thi tài năng cấp trường đang rất sôi nổi. Sophie đang nhảy múa trên sân khấu. Cảm ơn nha. Sophie, rất duyên dáng và buồn cười nữa. Tiến lên Coyote. Ta là nhất. Chiến thắng là của ta. Không, váy của mình. Đợi chút nha Alice. Có mình đây nè. Ta-da. Xuất sắc như mọi khi. Hoan hô. Và hạng nhất thuộc về Jessica Green. Xin chúc mừng. Thật tuyệt vời. Chúc mừng bạn chiến thắng nha. Lần nữa. Alice, đừng khóc mà. Nè, giờ huy chương là của bạn đó. Không đâu, đây là chiến thắng của chúng ta. Có người bạn như bạn mình vui lắm luôn á.